xin với khán giả đang xem kênh DVH Audio. Thì hôm nay em xin được phép giới thiệu với các bác mẫu sản phẩm cục đẩy DB Acoustic PH1302 các bác nhé. Đây là dòng đẩy chuyên đánh súp hiệu suất cao, chuyên sử dụng các bác làm âm thanh sự kiện ngoài trời hay là sử dụng trong những không gian indoor mà nó rộng, không gian nhà hàng sự kiện các bác nhé. Thì đây, cục đẩy này hiện tại nó công suất là 1300W một kênh ở trở kháng 8 ohm các bác nhé. Em cũng đã tháo ruột ra rồi, các bác cùng nhìn qua một vòng, nhìn qua ruột của em nó các bác nhé. Đều sử dụng sò là sò NJW các bác nhé, sò NJW. Các bác nhìn mạch này cực kỳ đẹp luôn. Phíp này là phíp thủy tinh chịu nhiệt cao. Mạch này thì là mạch class H các bác nhé, đi sinh nhiệt, hiệu suất cao luôn, quá ok luôn. Các bác nhìn cùng nhìn này, quá đẹp luôn. Mạch thì họ làm quá đẹp, quá đẹp các bạn, quá ok. Quạt tản nhiệt thì là quạt to, quạt này thì có thể to bé theo hiệu suất của máy. Máy mà nóng thì quạt nó sẽ chạy lớn, mà máy mà mát thì nó sẽ chạy đấy thôi, bé thôi các bạn, rất ok. Đây cái màn hình của nó thì màn hình này, màn hình LED này có thể hiển thị ngày giờ, báo nhiệt độ cho các bác nhé, báo nhiệt độ luôn. Cái này rất là quan trọng. Các bác sử dụng nhiệt độ, sử dụng ngoài trời mà nhiệt độ quá, các bác có thể quản lý được thiết bị cục đẩy của mình xem nhiệt độ có lớn hay không, quá cao hay không thì các bác có thể đánh các bác nhé. Nhìn 300W phù hợp với các bác sử dụng với những dòng súp côm 100 là ok. Các bác sử dụng côm 100 hoặc là những dòng súp đơn, súp kép côm 100 nó là ok luôn. Các bác cùng nhìn mặt sau này các bác này. Đây, mặt sau các bác nhé, quá ok luôn, cực kỳ đẹp, ruột chắc chắn luôn, ruột thì bao ok, cực kỳ đẹp. Dây nguồn này thì dây nguồn to rồi, dây này là dây dây 3x6 coi nhá, dây 3x6 các bạn này, 3x6 6mm, quá ok luôn. Và chỉ với mức giá là 10,5 triệu coi nhá, cái mức giá 10,5 triệu các bạn sở hữu ngay một cục đẩy PH1302 này rồi. Hàng chính hãng được bảo hành 2 năm. Coi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.